hai chị em đi siêu thị nè. Đây là mẹ Sumi Nam đây nè. Hãy ra đây nè con. Đẩy qua đường này nè. Đây nè, đây mi mi mi. Con cá sấu nè. Lấy cái này cho con nha. Đây nè, con heo nha. Con thích con nào? Cái đó là cái đồ để trên cổ cho khỏi mỏi á. Đâu có cá sấu đâu con, mi tìm người thử có cá sấu không mi? Vậy con thấy cá sấu đâu? Không có cá sấu đâu con. Không có cá sấu đâu. Cái này. Dạ. 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 Luôn. Không con ôm đi rồi, đi đẩy đi, đẩy đi. Đẩy em đi. Đẩy tiếp. Đẩy em đi tiếp. Đẩy đi. Rồi. Rồi bỏ vô cho em rồi con cái này, em cái này. Rồi đi. Cái này nhẹ thôi, đụng đồ của người ta. Ai mua đồ chơi. Rồi quẹo. Quẹo lên. Chiều cao này con cao quá thì con đâu có đo được đâu. Để thẳng lên kia con, ở đây xà bông mà mình đâu có mua đâu. Bảy nhẹ thôi. Nè, hai chị em mua được đi. Con mua rồi nè. Con mua được rồi nè. Đi tìm chỗ bánh đấy mày. Rồi, hai chị em ăn bánh gì? Ôi quá trời bánh luôn thấy không? Con ngồi xuống đây chị lấy cho, con ngồi xuống đây chị lấy cho. Bánh nào? Con thích chưa? Con thích ăn bánh nào chị My chỉ, chị My lấy cho. My sao con không lấy cái hũ màu vàng ăn ngon hơn My à? Đúng rồi, hũ màu vàng này nè. Chị thấy con hay ăn cái màu đó. Đây hai chị em đi mua bánh. Màu đỏ. Hả, màu đỏ ăn không được đâu, màu đỏ cay lắm cơ. Ăn. Đây bánh bên này có ăn cái nào không? Rồi đi, để lên kia tiếp. À, ăn rồi. Con cầm nha, lát ra tính tiền mới được ăn được. Đây bánh. Ừ, lát mày đẩy qua kia mày cho mua đồ chơi. Chị My mua bánh gì nè? Oreo hả? Cái bánh. Rồi, con ngồi im đi để chị My đẩy con, rồi con cầm cái hộp này đi. Rồi, quẹ lên. Rồi, quẹo vô hàng kẹo. Coi chừng bể đồ của người ta nha con. Ở đây có bánh.
gì đâu. Cái này là rau câu thạch. Bao Chau ăn rau câu thạch này không? Bên này là kẹo nè. Bao bên mình coi, trứng gì vậy? Sô-cô-la, kẹo trứng, khủng long hả? Bỏ vô cho em đi, bỏ vô xe đi. Té nó con ngồi xuống đi. Ngồi xuống mẹ mua cho nè. Con lấy kẹo nào con chỉ đi. Đó, có kẹo trong xe rồi. Sô-cô-la đó. Con đưa cho em cầm cây sô-cô-la đi mi. Bây giờ mình sẽ xuống cái quầy hàng tươi sống, hàng thịt. Đẩy xuống đây nè ngon. Đây. Sữa. Quá trời này. Mình ăn bánh bao không? À, có cá, đẩy em lại coi cá kìa. Ôi cá. Cá nó bự. Mẹ mẹ ăn coi chưa? Ôi. Còn mà đứng xuống là cá nó cắn con á. Không. Không chưa. Cá rất là bự đó. Cá thì cá điện hồng. Cá điện hồng á, nó là bự mà con. Mẹ mẹ ẩm. Rồi đi, đi qua đi. Ẩm hả? Không có cắn thôi. Để tính tiền, để ra mày tính tiền đã ra. Ê, đi lên đây. Đi mi. Đi mi. Em kêu nè. Cái đó làm cái gì? Đây, hàng trái cây nè. Đây là căn khoai mỡ. Ủa, không có khoai mỡ người ta đập sẵn hả ta? Rất là hấp dẫn. Có cà bí nữa. Có cà bí. Con lấy cho mẹ một cái căn khoai mỡ đi. Bông ly nữa. Dưa hấu kìa. À, dưa hấu. Đây, đây là hàng trái cây. Táo. Rồi, rớt rồi. Con ngồi mà con đòi mỏi chân nữa hả? Mẹ đi mẹ mới mỏi chân nè, con ngồi sao mỏi chân được? Con mỏi chân lắm á. Con mỏi mỏi chân lắm á. Em đi coi. Nha nè. À. Con mỏi mỏi chân. Mỏi chân hả?
mở chân chị mới đẩy xuống đây nè. Mi Mi, Mi ơi, con coi em kìa. Cái này là cái gì mà con bỏ vô vậy? Cái này mình đâu có mua đâu mà mình bỏ vô được. Con ngồi lên đi, chị đẩy cho con. Rồi đẩy lên đây đi. Bảo cho đòi đẩy xe nè. Con đẩy đụng đồ người ta đó. Rồi Bảo Châu cái gì cũng lụm bỏ vô xe hết. Trái này trái gì mà con lụm bỏ vô xe vậy? Ui